chào các bạn. Hôm nay mời các bạn cùng đi ngắm hoa ume cùng với gia đình nhà bầu nha. Ở đây hoa ume nở rất là đẹp. Vào mùa hoa nở như thế này là rất là nhiều người đi ngắm nha các bạn. Đó, các bạn nhìn xem. Cái dáng cây ume này rất là đẹp. Đây là một loại ume màu hồng. Đó, đẹp chưa các bạn? Có những cái cành rủ xuống trông rất là đẹp. Đây các bạn, ở đây là rất là nhiều luôn. Dưới kia là một vườn ume màu trắng, trên này là màu hồng. Thật là tuyệt vời, thơm lắm các bạn ơi, thơm cực kỳ thơm. Ở gần trên khu nhà mình thì cũng có nhưng mà ít lắm, không có làm cái điểm ngắm du lịch, còn ở đây thì rất là nhiều. Đặc biệt là phía xa xa kia là một cái núi Phú Sĩ tiếp phủ dày luôn trên đỉnh đó các bạn. Đó các bạn thấy không, núi Phú Sĩ này đó, Phú Sĩ đó các bạn. Các bạn ơi, các bạn thấy cái dáng hoa này rất là đẹp đúng không ạ? Đó, từ dưới lên trên cao như thế này
trời xanh, hoa hồng. Đây là không phải là hoa anh đào đâu các bạn, đây là loại hoa ươm đẹp đó, thơm lắm luôn, nó như một cây dù mà che hết một cái mảnh đất như thế này nè các bạn. Hoa anh đào á hả, là nó khác màu nhạt này, hoa ươm mê màu hồng đậm hơn nha các bạn, dưới kia là một loại hoa màu trắng. Thấy nó rủ xuống đẹp không nào? Đẹp này luôn. Thật là thơm luôn các bạn. Là tuyệt vời đúng không ạ? Hương thơm nhẹ, rất là nhẹ. Có hai loại màu hồng và màu trắng các bạn. Cái loại rủ xuống này là đa còn là màu hồng. Ở đây, đẹp không? Không thể nào chê được. Rất là người, nhiều người đi ngắm và chụp hình các bạn. Hôm nay trời nắng cũng rất là ấm. Thơm thiệt là thơm luôn các bạn. Mặt trời chiếu vào rất là đẹp.